Xin chào tất cả các anh em và các nhà đầu tư nhé. Video này em cập nhật là một trang web giả có tên là watford.com. Nó khác dưới chữ Watford nha tất cả anh chị. Trang web thật của mình là watford.com, còn này nó là watford.com. Đây em sẽ lấy em vẽ hình cho tất cả anh chị những nhận diện giả của trang web này anh chị. Này anh chị, trang web giả nó có hình như gì nè tất cả anh chị. Chữ G, chữ QR nè, đích liêu nè. Anh chị nhớ luôn bên đây là chữ là watford.com. Anh chị mà gõ vào chữ watford.com là trong cái thật nè anh chị. Là watford.com. Hình logo chính của nó anh chị. Hình logo này hình logo thật. Anh chị mà vào trang web giả là nó yêu cầu anh chị là đăng nhập vào bằng email, mật khẩu và cái mã bí mật này chỗ này nè anh chị. Vì là anh chị là bị chứng chọi cho đá đó, là vào nguyên cái mật khẩu tài sản gia đình của mình cho nó luôn đó. Nó đăng nhập đó mật khẩu là mình tiêu luôn nha tất cả anh chị. Tuyệt đối trong cái thật của mình là what, nhắc lại anh chị, what for chấm cơm. Còn này nó là qua for chấm cơm, nó không có chữ T nha tất cả anh chị. Hai cái dấu hiệu là nó có để chữ không có bao mặt này anh chị. Rồi vậy video em kết thúc nha tất cả anh chị. Anh chị nào lưu ý nha tất cả anh chị. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị ạ.